con em đang đi tìm năm mới, hy vọng là thấy năm mới. Nó mới tưởng ngày mọc như gốc đào. Có mấy không ta? Thấy không? Từ đỡ chúng tôi rồi. Hay quá, thằng em thấy nó mới rồi. Nhiều đấy. Đâu? Bên đây, bên đây. À, nhiều đấy, nhiều đấy, nhiều. Nhiều. Đây này, nó máu này mọi người. Qua chờ. Để nhô nhô. Happy birthday. À. Đây. Ừ, từ từ nó. Đúng bài phải không? Từ từ coi để dầm ngàn đào. Dầm là ua lắm á. Mẹ đã đi năm ạ. Rất là tuyệt vời. Anh em mình thấy một ô năm máu. Đó. Rồi sẽ dùng vịt nữ. Nổi chưa? Nên ra hôm qua này. Rất là tuyệt vời. Cái đó. Đủ. Hôm qua mà đi kiếm là nó ngon rồi. Qua cũng được nhiều cơ. Rồi bắt thả hạch.
mình cái hòn péo ở mình. Chỗ đó thì wow, nó máu mập này, máu lên này nó đã. Chỗ đây hôm qua nó đã nó lên rồi, nên bình này nó muốn tăng. Dính dày à? Dính có. Đây là nó mới đầu mùa nha mọi người. Hôm nay chưa có nhổ, bữa nay là thấy đầu mùa, gọi là đầu tiên nhất á. Còn nữa qua từ chỗ đây còn đi à, hết rồi, đi anh em đi tìm tiếp nữa. Chút nữa thấy mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Đây nấm mọc sát bờ suối luôn, nước suối lớn này mọi người. Đây là nước suối lớn theo ảnh hưởng của cơn bão số 6 đây. Ở mình là bão không có vô nhưng mà mưa rất là lớn, mưa to. Đi chỗ nào nữa? Đi lên phía trên kìa thử đi. Mình thấy nữa nè các bạn. Đó, đây nè. Đi kiếm một hồi thấy nữa. Thằng em nó đang đi phía dưới kia. Mình đi dọc đường đây mình phá tiếp. Đây này, đây là nấm nó đã mọc hôm qua rồi này, quá lớn. Nếu như mà đợi tới trưa là nó sẽ tàn. Quá tuyệt vời.
Bây giờ mình sẽ đi kiếm dọc theo đường đây. Đó, dọc đó. Nếu gặp nữa mình sẽ quay cho mọi người cùng xem.